Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là trọn bộ vỏ máy của Huawei GR5 217 đang có mặt tại didongcaocap.vn. Ở video trước, didongcaocap.vn đã nói chi tiết về cách thay vỏ máy của Huawei GR5 217 rồi. Ở video này, didongcaocap.vn không nói về cách thay mà vỏ máy của Huawei GR5 217 nữa, mà đơn giản hướng dẫn chi tiết các bộ phận trên vỏ máy Huawei GR5 217 được thay mới tại didongcaocap.vn. Thì trên tay mình đây là trọn bộ vỏ máy của Huawei GR5 217. Nó gồm hai phần, đó là phần nắp lưng phía sau của máy như này đó. Và phần thứ hai là phần black case chứa màn hình của máy như này. didongcaocap.vn hiện có đầy đủ tất cả các linh kiện trên Huawei GR5 217, phụ quá trình thay mới, sửa chữa cho các bạn khi cần. Đối với vỏ máy của Huawei GR5 sẽ chia làm hai phần chính là phần black case chứa màn hình và phần vỏ phía sau, nắp lưng phía sau bằng nhôm phía sau này. Khi quý bạn cần thay vỏ, chọn bộ vỏ máy của Huawei GR5, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-75099, didongcaocap.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tức là quý hàng đặt hàng online tại website didongcaocap.vn. Chúng tôi sẽ chuyển tất cả các linh kiện trên Huawei GR5 mà quý hàng đang cần đến tận địa chỉ quý hàng nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn có thể liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.